em bước xa mãi nơi đâu để anh đi. Anh đã thao thức suốt bao ngày qua đêm dài, khi thấy tim nhói đâu là đã biết chia ly. Một lời nói trái đang xé nát trái tim trong tiếng yêu em. Người yêu ơi, gửi lời gió mưa, ngày em đến một ngày nắng, ngày em đi một ngày gió mưa, buồn hoen đôi mắt. Gió mưa buồn hoen đôi mắt, rồi lời hứa hẹn thề có không, rồi mai mốt tình còn nhớ mong, dù hạnh phúc còn lại bao giờ hay hạnh phúc mong manh. Hôm nay em rất là ngạc nhiên, tại sao anh lại rủ em ra đi chơi? Em thấy chỗ này đâu có hợp với anh. Hợp với em là được rồi. Lâu quá anh em không có ra ngoài chơi. Vậy mà từ trước tới giờ, em cứ nghĩ là anh suốt ngày chỉ lo công việc, rồi sau đó về nhà chơi với cô Vi thôi. Không ngờ hôm nay anh lại nghĩ tới em. Dạo này em đi sớm về khuya ở nhà mẹ lo lắm. Anh kêu em ra đi, chỉ nói vậy thôi sao? Còn chuyện khác nữa. Anh nghe ông Tuấn nói là có nhờ em mổ cho một ca nhồi máu cơ tim mà. Em đã nhận lời. Đó là một ca khó, xác suất thành công rất là thấp. Hơn nữa sức khỏe của bệnh nhân lại không tốt, cho nên nếu mà ca mổ thành công thì chưa chắc bệnh nhân sống được. Mà tại sao ông Tuấn lại nhờ em? Em không biết, nhưng em đã nhận lời rồi thì phải mổ. Anh có điện thoại chứ? Alo. Alo, anh hả? Anh đây. Anh ơi, em đang ở bệnh viện của anh nè. Em đến đó hồi nào, có chuyện gì không? Dạ, bé Liên bị đau bụng, đau dữ lắm. Em quýnh quá nên đưa bé Liên vô đây. Đang ở phòng cấp cứu hả? Dạ. Được rồi, anh về liền. Dạ, anh đến liền nha anh. Có một bé gái ở trung tâm Thánh Tâm, cho anh phải về trước. Anh bận gì trước đi. Ở chơi nha. Dạ được. Chào ông. Cái phòng của con bầy bộn quá, rối bời như con vậy. Không hợp với con phải không? Ông có một bất ngờ dành cho con. Đây là món quà ông tặng cho con đó.
Cảm ơn ông thật là chu đáo. Chúc mừng con đã có một căn hộ riêng của con. Món quà này của ông, khi nào con muốn ra ở riêng thì con ở ha. Hay mình là con nuôi thật nên họ đang muốn tách mình ra khỏi nhà này. Con không thích hả? Dạ không. Hiện tại con chỉ muốn ở riêng nên con không thể nhận món quà của ông ạ. Thì cứ cất giữ ở đó đi, dù sao thì ông cũng đã mua nó rồi. Thôi ông đi xuống dưới nhà nha. Dạ. Nhìn mẹ sắp có con dâu mới, có khác nha, vui không thể tả được, đúng không mẹ? Vui thì có vui, nhưng mà cũng chưa chắc. Tại vì mẹ muốn mọi chuyện tự nhiên nó tới thôi. Thiệt tình thì mẹ cũng mong muốn anh hai con có vợ để có người chăm sóc lo lắng, nhưng mà mẹ cũng thấy lo nữa. Rủi gặp người không ra diền, cái thà không có còn hơn. Nhưng mà con nghĩ là mẹ nên yên tâm đi. Anh hai ở hiền sẽ gặp lành, rồi cô Bin cũng sẽ có được người mẹ như nó mong muốn thôi. Mới bước xuống đây là nghe tiếng em líu lo rồi. Mẹ, con đi làm đi. Anh ba, mẹ đang nhớ. Chuyện gì? Anh ba đi làm vui vẻ nha, nhớ về sớm đó. Bye bye. Chạy xe cẩn thận nha anh ba. Anh biết rồi. Nè con, anh em tụi con lớn hết rồi, đừng có nhiệt tình thái quá vậy, coi không được. Dù gì cũng là anh trai với lại em gái, nghe chưa? Chuyện đó mẹ cần gì phải lo chứ. Anh em trong gia đình thương yêu quấn quýt nhau, mẹ phải khuyến khích mới phải. Mà mẹ thấy anh ba giỏi không? Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng tới bệnh viện vì bệnh nhân nữa đó. Mặc dù không phải ca trực của ảnh. Con thấy á nha, ai mà lấy được anh ba chắc là phước đức ba đời luôn á. Nếu mà con á không phải là anh em ruột của ảnh, chắc có lẽ con cũng sẽ yêu ảnh thôi. Con nói cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi, ăn nói linh tinh à. Nhưng con chỉ giả dụ vậy thôi. Sao mẹ nổi giận với con dữ vô? Không có gì. Nhưng mà mẹ không có muốn con ăn nói cái kiểu đó, nghe chưa? Đừng có nói là chỉ con thích anh ba. Ông nội còn cưng anh ba nhất nhà nữa mẹ. Thôi thôi, không có nói nhiều. Thôi coi phụ tôi coi coi còn thiếu cái gì không. Để lát nữa anh hai dẫn người yêu về, cái là mình không có kịp đó. Chưa gì mà đã bên con dâu hơn rồi. Chắc chị hai mà về con ra gầy rồi này. Trời ơi, con cái mỏ nó chù tới ớn không kìa. Con nhỏ này lo nhõng nhẽo là giỏi, không có lo phụ người ta gì hết trơn á. Hư. Gì đây ta? Chắc mẹ lại để quên rồi. Thiệt tình.
Vậy là mẹ cũng đã biết hết chuyện này mà không dám nói với mình. Mẹ sợ mình buồn chứ. Đó là một ca khó, xác suất thành công rất là thấp, hơn nữa sức khỏe của bệnh nhân lại không tốt, cho nên nếu mà ca mổ thành công thì chưa chắc bệnh nhân sống được. Mà tại sao ông Tuấn lại nhờ em? Em hả? Còn anh có gì không? Anh đang bận. Em cần gặp anh, có chuyện gấp lắm. Chuyện không có gấp bằng chuyện anh đang làm đâu. Xong việc anh gọi lại cho em. Hôm nay là ngày nghỉ mà, anh không thể dành thời gian để giải quyết chuyện riêng hay sao? Sao tự nhiên nổi nóng với anh vậy? Anh sẽ đến tìm em nhưng không phải lúc này. Đi con. Anh Hai, em chào chị. Mẹ chờ anh Hai với chị Hai sáng giờ. Vô đây em. Mẹ của anh. Con chào bác. Thôi, chào con. Ngồi đi em. Con ngồi đi, con ngồi, con ngồi. Ê, cô Út nhỏ quậy nhất nhà anh á. Anh này chọc em hoài. Mà công nhận nha, anh Hai khéo chọn chị Hai tương lai quá. Chị Hai xinh ghê á. Táo đi Út, táo đi. Con, rót trà cho anh chị. À, con à, con quen Minh Tâm lâu chưa? Dạ, tụi con biết nhau từ lúc anh Tâm về trung tâm nhân đạo ở à. À, nghĩa là cái thời gian mà thằng Tâm nó ra khỏi nhà không có lý do đó hả? Trong thời gian này Hương giúp con nhiều lắm nè. Coi vậy chứ mà đảm đang lắm nha mẹ. Nuôi rất là nhiều trẻ mồ côi. À vậy à, dạ. À thế con làm nghề gì? Dạ con là ca sĩ phòng trà bác. Sao? Ca sĩ phòng trà hả con? Dạ. Cũng vì tụi nhỏ thôi mẹ. À, theo mẹ thì đâu có nhất thiết phải là con hát thì mới lo cho người khác được hả con? Mẹ đừng nói như vậy. Ca sĩ đây là nghề thời thượng đó mẹ. Con muốn mà cũng được nè. Với thì Hương thì khác mẹ. Thì Hương hát bằng niềm đam mê của mình. Thôi thôi, mẹ thấy hơi nhức đầu, hơi mệt. Tụi con ngồi chơi nha. Mẹ lên phòng nghỉ một chút. Chắc là mẹ em mệt thiệt á chị. Sáng giờ em với mẹ lo thu dọn cả nhà để chào đón anh với chị về á. Chị yên tâm đi, không có sao đâu. Đúng rồi đó, gặp nhau lần đầu bao giờ cũng khó khăn gì hết chứ bộ. Nè, mời anh chị ăn táo, chính tay em lựa đó. Cảm ơn em. Lựa kỹ quá ha, chú lè. Anh ơi này. Mà tí chị rảnh không? Ở lại đi, em với chị sẽ trổ tài nấu bữa trưa cho cả nhà luôn.
nay ngày nghỉ mà anh cũng đi làm sao? Anh có việc với bệnh nhân. Anh tận tình thật, nhưng em trông anh có vẻ căng thẳng quá. Có chuyện gì hả anh? Em có giúp gì được cho anh không? Không. Trâm Anh. Dạ. Anh nhờ em theo dõi người bệnh nhân mà anh sẽ mổ vào tuần sau. Có gì đặc biệt báo cho anh biết nghe. Dạ, em sẽ làm như anh dặn. Nhưng đây là ca mổ anh sẽ mổ vào tuần sau hả? Đúng vậy. Đối với anh, tất cả sự quan tâm đều dành cho bệnh nhân. Còn những chuyện khác, anh bất cần nguyên tắc. Anh về trước đi. Em tặng bộ một lát, rồi em sẽ về liền. Anh thấy em buồn buồn. Đâu có, em không sao đâu. Hôm nay được biết mẹ anh là người nhân hậu, em gái anh là người cởi mở, em rất là vui. Em nói như vậy anh cũng mừng. Rồi mai mốt em sẽ gặp ông nội nè, với em của anh. Cả hai rất dễ thương và vui tính. Dạ. Vậy anh yên tâm chưa? Yên tâm rồi, anh về nha. Anh về ha. Ừ. Anh đi xíu là về nha. Dạ. Trung tâm đang phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc điều trị và nuôi dưỡng người bệnh. Sau khi thăm khám chúc các tặng quà cho trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Cang đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong vòng 3 tháng tới. Như núi Thái Sơn. Alo, alo. Nè nè mấy con, im. Khoan để chút Hải Học bà nói chuyện chút. Alo. Dì Năm hả? Mấy đứa nhỏ có khỏe không dì Năm? Con ở trên này sốt ruột quá. Khỏe hết, không sao hết. Thôi con đừng có lo lắng nữa. Lo cho bản thân mình đi. Với lại lo cho bé Liên ở trên đó là được rồi. Mà dì Năm yên tâm đi, con ở trên này khỏe lắm. Nhờ có tình yêu phải không? Cũng chưa hẳn là như vậy. Con nghĩ là nhờ tình thương của mấy đứa nhỏ và của dì Năm với con. Chuyện yêu đương của con thấy còn dài lắm. Ủa? Chứ không phải bữa nay con đi gặp mẹ của cậu đó sao? Thì con cũng mới vừa gặp xong nè. Gặp rồi hả? Rồi sao con? Gia đình anh ấy rất là nề nếp. Con không biết mình có thích hợp không nữa. Thôi, dì Năm làm việc tiếp đi nha. Thôi hả con ha. Dạ mấy em là theo chị nha. Công cha như núi Thái Sơn. Dạ công cha như núi giỏi Thái quá. Sơn. Gái giỏi quá. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy mẹ hả? Con gái cưng của mẹ đây. Báo cáo với mẹ, bữa nay con đã ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà ngày chủ nhật đó. Đúng rồi đó. Làm gì thì làm á, cũng phải nghĩ tới sức khỏe chứ con. Đừng có vì đồng tiền và danh lợi quá.
Con không đi làm vì hai thứ đó. Con đi làm vì tình yêu và tình thương đối với bệnh nhân. Tình yêu hả? Này con gái, con vẫn ổn chứ? Dạ, con vẫn ổn. Từ bữa mẹ về con vẫn bình thường. Vậy thì tốt rồi. Dạ. Con phải tự biết lo cho thân mình đó. Đừng vì tình yêu và công việc á mà để suy nhược cơ thể, là mẹ giận con đó. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Mẹ ráng giữ sức khỏe nha. Ừ, con cũng phải như vậy nha. Dạ. Phải nói chuyện rõ ràng với anh Minh Hùng mới được. Ủa anh chưa về hả? À còn em. Dạ hôm nay em trực. Bây giờ em cũng chuẩn bị về đây. Ừ. Xe em để đằng kia. Thôi em đi nghe. Ừ. Trâm Anh. Khi nào em mới rảnh? Dạ em cũng không biết nữa. Khi nào rảnh cho anh biết nghe. Anh mời em đi ăn. Dạ em đi nghe. Ừ. Em đợi anh đó hả? Hôm nay anh có đi xe mà. Anh bận ở lại bệnh viện với mấy cô điều dưỡng hay sao? Lại ghen tuông kiểu trẻ con nữa. Mệt ghê. Thôi mình đi. Anh trả lời em đi. Không phải em nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh sao? Mình đi. Gì đây? Bộ em ghen với Trâm Anh hả? Thiệt là trẻ con hết sức. Phong bì này hối lộ cho bác sĩ giỏi hả? Sao em lại có những tấm hình này vậy? Anh giải thích chuyện này như thế nào đây? Có gì đâu mà giải thích. Anh thôi đi.
Thôi làm khổ em đi. Thanh Trang, thời gian qua trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, mở rộng các chuyên ngành đào tạo. Từ đó trường có những đóng góp đáng kể trong việc. Chưa ngủ hả mẹ? Con nghĩ là mẹ ngủ được khi mà con đem về nhà một cô ca sĩ để làm mẹ của cô Vin hay sao? Ngày ca sĩ cũng đâu có gì đầu xấu mẹ. Hơn nữa cô làm việc ở trại mồ côi con nói với mẹ rồi. Thì chị nói tùy con. Con muốn quyết định sao thì tùy. Nhưng mà mẹ thì mẹ không chấp nhận đâu. Nếu bây giờ cô bỏ cô không làm nghề ca sĩ nữa thì sao mẹ? Thì mẹ lại muốn biết là sau đó cô làm gì. Cô nên nhớ đi, nghề nghiệp rất là ảnh hưởng tới con người. Con thấy không? Bây giờ một ngày cô ở bệnh viện bao nhiêu tiếng đồng hồ nè. Nhiều hơn ở nhà rất nhiều. Rồi, con hiểu rồi. Thôi giờ đi ngủ đi. Ngủ gì trời. Thôi ngủ đi mà. Đi. Làm bộ hả? Kiến con thích làm đẹp. Chú kiến con rất thích làm đẹp. Mặc bộ quần áo đẹp, ôm sát người, trông rất là tuấn tú lịch lãm. Thế nhưng nó vẫn chưa hài lòng. Em chào anh. Con chào chú bác sĩ. Chà, giỏi quá ta. Hôm nay bé Liên xinh ghê là xinh luôn à. Mẹ Hương, khi nào con mới được về nhà hả mẹ? Ừ, khi nào á mà bé Liên của mẹ hết bệnh hẳn, rồi chú bác sĩ á cho con về, rồi mẹ dắt con về nhà ha. Vậy bác sĩ cho con về đi, con khỏe rồi mà. Khi nào con ngoan nè, con ăn thật là nhiều nè, để cho khỏe mạnh, về còn gặp bạn bè nữa chứ. Không chịu, con nhớ các bạn. Chú không cho con về con giận chứ luôn. Con ngoan nè, đừng có giận chú bác sĩ. Rồi chú bác sĩ sẽ cho con về với mẹ. Chịu không? Thiệt hả mẹ? Ừ. Vậy bây giờ á, con ăn hết tô cháo này nha. Dạ. Nè. Quá hả? Đây là tất cả hồ sơ của bệnh nhân suy tim mà em có thể thu thập được. Cảm ơn em. Dạ, còn những hồ sơ quan trọng khác thì em nghĩ là anh nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn ạ. Ừ. Của bác tăng cao quá. Bác có còn cháu gì không? Không có. Tôi ở có mình. Vậy bác uống như thế nào? Nếu có gạo á thì tôi nấu cơm ăn. Còn không á thì tôi ăn mì gói. Nếu không có mì gói thì tôi nhịn đói luôn à. Ăn nhiều mì gói không có tốt. Bệnh của bác không được ăn mặn quá nhiều. Mì còn có hại hơn cả muối nữa. Cháu khuyên bác nên ăn lạc lại, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Dạ, bác sĩ dặn vậy chứ ngày thường tôi còn không có dưa ăn nữa. Tôi toàn ăn cơm với nước tương không à. Thôi được rồi, bác về ăn uống và uống thuốc đầy đủ. Khi nào hết thuốc bác quay trở lại đây nghe. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi về. Cháu chào bác.
Như Lan, chị nhờ em chút xíu. Dạ. Có chuyện gì chị? Em chạy theo đưa cho bác cái này, nhưng mà đừng có nói là chị đưa nghe. Đi lẹ đi. Anh cần hồ sơ chẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân suy tim anh sắp mổ. Anh đã nhờ ca mổ này rồi mà. Anh cần xem lại kỹ trước khi thực hiện ca này. Đây. Cảm ơn em. Chị uống nước đi chị. Em tìm chị gấp như vậy có chuyện gì không? Hôm nay em tìm gặp chị vì sự nghiệp ca hát. Chị ơi, em muốn nhờ chị giúp đỡ em về thanh nhạc. Em muốn làm ca sĩ. Trời đất. Còn công việc của em thì sao? Không phải em đang làm gì ở bệnh viện hả? Dạ, thì em cũng đang làm á. Nhưng mà chị mới làm bác sĩ thực tập thôi. Chán lắm chị ơi. Không ai cần tới em hết trơn á. Hôm nay em bỏ ra ngoài gặp chị, mọi người cũng đâu để ý đâu. Không được. Nghề bác sĩ là ước mơ của bao nhiêu người em biết không? Chẳng lẽ em không thích sao? Em chỉ học nghề này theo nguyện vọng của ông nội và mẹ thôi. Chứ thật sự em thấy nghề bác sĩ khá vất vả đối với một cô gái như em á. Nhưng mà chị yên tâm đi, em hứa với chị là em sẽ không bỏ nó đâu. Chỉ là chưa đến lúc thực sự tập trung vào nó mà thôi. Em nghĩ giai đoạn này á, mà biết một chút về âm nhạc thì sẽ hay biết mấy. Đi trời, chị giúp em nha. Giúp em đôi. Em đam mê thử chú bộ. Thôi được, chị sẽ giúp em. Nhưng mà chị nói trước, nghề ca hát không phải là một sớm một chiều đâu. Phải bỏ công khổ luyện dữ lắm đó. Nhưng mà em thấy ca sĩ ngày nay hằng hà đó, đâu phải ai cũng rèn công khổ luyện gì đâu. Chỉ cần hát một vài bài dễ thương là đã nổi tiếng rồi. Ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng của nó không phải là thứ âm nhạc mà chị đang có. Còn nếu như em suy nghĩ á, đi hát là để cho vui thôi, thì xin lỗi, chị không giúp em đâu. Chị Hương, em xin lỗi chị. Em không có ý như vậy đâu. Thật sự em rất là đam mê. Hôm nay em đến tìm gặp chị là vì tình yêu đối với chị và với âm nhạc nữa. Chị hứa giúp em nha. Ha. Đi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Tối nay em sẽ ở lại phòng trà để được nghe chị hát. Hả chị? Thấy em nhiệt tình như vậy á, chị cũng vui. Dù là việc này á, chị không hề mong muốn. Chị tuyệt vời quá. Cô bé này. Tôi hoàn toàn không có đề nghị gì thêm. Tại vì bác sĩ Hùng đã nhận mẫu chính cho ca mổ này rồi mà. Bác sĩ Hùng có quyết định gì không? Thật ra ca này tôi đã nhận mẫu chính. Tất cả tôi đều tin vào sự chẩn đoán của thanh tra Đoàn Tuấn. Tuy nhiên, trước khi mổ tôi đã cẩn thận kiểm tra lại. Kết quả cho thấy tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã hoàn toàn phản bội lại tôi. Bác sĩ Hùng nói như vậy là ý gì? Là ý gì? Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ nói sự thật về tình hình sức khỏe của bệnh nhân là không thể mổ. Nhưng thanh tra Đoàn Tuấn đã sắp lịch cho tôi mổ.
Đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân suy tim và sơ cứng động mạch chủ. Vậy là sao, thanh tra Đoàn Tuấn? Dạ, thưa giáo sư, dạ tôi cũng không ngờ đó là cái tình trạng của bệnh nhân này lại có thể trầm trọng và suy kiệt đến như vậy. Mới có 2 ngày mà tại sao nó trở bệnh lẹ đến vậy không biết nữa. Thấy có cái gì đó, dạ thưa giáo sư. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân là như vậy. Nếu như chúng ta mổ mà có thành công, thì cũng đưa bệnh nhân đến gần cái chết nhanh hơn. Như vậy là chúng ta có lỗi với người nhà của bệnh nhân rồi. Theo tôi thì chúng ta nên dừng lại. Chúng ta không thể làm cho bệnh nhân đau đớn hơn được nữa. Bác sĩ An Vũ cũng phải cần nhận khuyết điểm trong cái chuyện này. Anh Đoàn Tuấn. Dạ. Tôi sẽ làm việc riêng với anh. Dạ. Cuộc họp hôm nay kết thúc. Con quan này lại tiếp tục gặp Mai. Gặp Mai cái gì? Nó gặp Mai hay là anh dở? Cái gì? Ông nói cái gì? Tôi nói anh dở. Dở cái gì? Tôi bảo đảm với anh là nó có tay trong theo dõi. Nếu không sao nó biết hết mọi chuyện. Tôi nói cho anh nghe nè. Thằng Hùng nó là cái thằng ham phẫu thuật để chứng tỏ tay nghề cao. Mà bây giờ bệnh nhân nó cần mổ nằm ở trong tay nó. Tại sao nó không mổ? Nó về đặt tìm hiểu này, tìm hiểu nọ. Có phải là nó có vấn đề không? Nó làm sao trả lời tôi đi. Chúc mừng anh nha. Nếu thiếu cẩn trọng một chút thì cả anh và bệnh nhân đều bị hại rồi. Chuyện này một phần cũng nhờ em đó. Em có làm được gì đâu mà nhờ. Nói chung là chuyện đáng mừng. Tối nay đi ăn tối với anh nghe. Không. Sao vậy? Lại giận hờn kiểu trẻ con nữa hả? Anh làm như vậy điều dưỡng coi em ra gì nữa. Cứ ghen tuông nhỏ mọn hoài. Đúng là đàn bà. Vậy là bé Liên sắp xuất viện rồi. Em nghe bác sĩ Khoa Nhi nói bé Liên hoàn toàn bình phục rồi phải không anh? Chúc mừng mẹ Hương nha. Ai cho anh gọi em như vậy? Mẹ Hương cho hả? Anh này. Em mừng quá. Vậy là em sắp được về nhà rồi. Em nỡ để anh ở đây một mình à? Chứ em ở lại có làm gì đâu. Làm người yêu của anh, chịu không? Không. Ở đây em sẽ rất nhớ các con. Nếu là người yêu của em thì anh phải xuống thăm em chứ. Hả? Thôi thì bây giờ anh chịu cực, để mai mốt em chịu khổ. Mai mốt em chịu khổ. Anh có âm mưu gì đây? Anh đâu có âm mưu gì đâu. Mấy ngày vừa rồi ở Sài Gòn em thấy làm sao? Có buồn không? Dạ không. May á, mà em có khách quý là cô gái Thủy Tiên xinh đẹp, nên em không có buồn. Em gái anh? Dạ. Cô ấy thông minh lắm, học nhận lý rất là nhanh, và cách biểu cảm và ngôn từ cũng rất là tốt anh à. Trời đất ơi. Làm bác sĩ không chịu làm, đi làm ca sĩ. Anh cũng kỳ thị về nghề nghiệp như vậy sao? Anh lỡ lời. Thật ra thì làm nghề nào cũng được, miễn làm sao mà mình yêu nghề và sống hạnh phúc với nó. Giận anh hả? Em đâu phải là con nít.
Con có tài thiệt đó nha, chúc mừng con nha. Hy vọng đây là lời chúc thật lòng. Chứ nếu là lời mỉa mai thì ông trở thành một người vô ân thực thụ đó. Ủa, con nói hỗn hào quá, nói chuyện người lớn vậy sao? Xin lỗi. Trong công việc chúng ta nên cư xử với nhau một cách bình đẳng, thì lẽ phải mới được bảo vệ, đúng không? Mày hết nói rồi. Tôi chỉ là người nói ra sự thật thôi. Nếu tôi không điều tra kỹ chuyện này thì vô tình chú và ông Đoàn Tuấn trở thành kẻ giết người, đúng không? Ê, đừng có vu khống nha. Không để chuyện này không đáng nói ở đây sao? Hay là chuyện dược phẩm mới đáng nói ở đây? Ê, thằng hỗn láo, dược phẩm gì ở đây? Tôi chỉ nói vậy thôi. Tốt nhất từ đây về sau á, ông đừng có đụng đến tôi và quyền lợi của bệnh nhân. Nếu không có ngày ông phải trả giá đó. Bệnh nhân nào? Dạ sáng phụ hồi chiều quá ạ.